Có lẽ cái ấn tượng xấu nhất về chiếc xe này vào tối hôm qua đó là đi bỏ cái công tắc đèn của người ta. Ai mượn bỏ. Cuối cùng Sigurd cũng chịu ra mẫu mới rồi. Yeah. Vâng, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và có lẽ tối hôm qua thì tất cả mọi người cũng đều biết một cái tin, đó là Yamaha Sirius Fi chính thức ra mẫu mới. Và mình cũng nhắc nhở các bạn để ý, lưu ý một điều là ra mẫu mới là mẫu Sirius Fi chứ không phải mẫu Sirius. Có hai mẫu nha, một loại bình xăng con với một loại phun xăng điện tử Fi. Lưu ý nha, đừng có nghe mấy cái kênh YouTube khác nó nói này nói nọ xong cái nó chém gió quả lời các bạn hiểu lầm. Tức là mẫu Sirius bình xăng con vẫn sản xuất bình thường. Ok ha. Còn mẫu mới là mẫu Sirius Fi. Mệt quá à, đọc theo cái kiểu miền Tây miền Nam với mình là Sirius Fi hết. Rồi, về cái công tắc đèn của xe, lát nữa mình sẽ nói sao nha. Mình có nhắn tin hỏi Yamaha Motor Việt Nam là tại sao bỏ cái công tắc đèn và bên đó cũng có trả lời rồi. Lát mình sẽ up cái tin nhắn cho các bạn xem. Rồi, trước tiên là về kiểu dáng thiết kế. Lần đầu tiên bạn thấy chiếc xe này, trong đầu bạn suy nghĩ tới cái gì? Lát đường Honda, Viva Suzuki, hay là gần nữa của em. Còn riêng bản thân mình thì mình thấy nó khá là giống đối với người đàn anh của nó là Yamaha Taurus. Rồi, về cái dáng thiết kế thì cái điều đầu tiên mà bạn có thể thấy là cái kiểu dáng của nó đã bo tròn mọi góc cạnh. Cái tính thể thao của nó đã có phần giảm so với phiên bản CFI cũ. Cái sự mạnh mẽ góc cạnh đặc trưng của chiếc Sirius Fi bây giờ nó đã có một sự thay đổi nhẹ rồi. Nó sẽ thanh thoát hơn một tí, nó nhẹ nhàng hơn một tí và nó trung tính hơn một tí. Theo ý kiến cá nhân của riêng bản thân mình, giải thích cho cái vấn đề này có thể là do xu hướng chung. Bởi vì các bạn có thể thấy là hãng xe Honda, đối thủ của Yamaha là bây giờ những chiếc Way GX hay gì, Way Alpha gì đó, hoặc là chiếc Future, thì chiếc xe đó, cái kiểu dáng của nó không quá góc cạnh như là chiếc Sirius cũ. Nó không quá thể thao như chiếc Sirius cũ. Trở lại đó thì cái kiểu dáng của nó như mình nói lúc nãy là nó sẽ trung tính, nó trung hòa hơn. Tức là nam chạy vẫn hợp, nữ chạy vẫn hợp, già trẻ lớn bé gì chạy cũng hợp hết. Chính vì lý do đó mà Yamaha đã cải tiến chiếc Sirius Fi cho nó thành dạng như bây giờ. Đó là cái suy nghĩ của mình. Và cũng do một phần cái đối tượng khách hàng mà xe này nhắm đến, các bạn thấy không, là học sinh sinh viên. Nhưng mà thường khách hàng vô mua Sirius hoặc là Sirius Fi chắc đa số là các bạn nam nhiều, nữ khá là ít. Đúng không? Mấy bạn học sinh sinh viên nữ khi mà mua xe lúc nào cũng, nếu mà tính trong xe số, họ sẽ nghĩ ngay tới cái chiếc Way. Lúc nào trong đầu họ cũng chỉ nghĩ ngay tới chiếc Way, còn mua Tayga là nghĩ tới Vision. Vì cái kiểu dáng của chiếc Sirius Fi cũ bây giờ nó quá thể thao, nó quá mạnh mẽ, nó quá nam tính. Cho nên là họ cần một sự cải tiến nào đó để có thể góp phần thay đổi cái doanh số, cải tiến doanh số nó mạnh hơn nữa. Còn hiệu quả hay không thì phải đợi thời gian và đợi chính bản thân các bạn đấy. Cái thay đổi lớn nhất ở cái phần mặt trước đó là hai cái đèn định vị được gom lại đặt liền kề với cái cụm đèn pha, không chỉ làm cho cái phần đầu xe trở nên thanh thoát mà còn làm cho cái diện mạo xe thêm thu hút, giúp nhận ra cái nét độc đáo của xe ngay khi nhìn lướt qua. Cái thân hình xe nhìn nó cân đối, nó thanh thoát nhưng mà nó vẫn còn tính thể thao. Còn cái phần yếm 3 tầng thì giúp cho cái người ngồi trước có thể để cái chân thoải mái hơn so với cái đời trước. Phần yên cũng có sự thay đổi thiết kế một tí. Và ở cái yên sau thì nó sẽ hẹp hơn 0.5cm mà nó dài ra 1cm. Cái phần hậu môn chiếc xe này mình thấy nó cũng đẹp á. Còn cái cản thì nó giống như xe cũ. Còn cái gác chân sau là nó thiết kế cao hơn, nó nhỏng lên, nó mang cái tính thể thao mạnh mẽ hơn, nó không có bằng giống như là cái đời trước. Một sự thay đổi nhẹ nữa. Nói chung là nhìn tổng thể chiếc xe thì các bạn có thể thấy là nó giống như mình nói lúc đầu, là nó sẽ hơi trung tính tí xíu. Nam chạy không được, nữ chạy không được. Cái mặt đồng hồ là hoàn toàn khác so với phiên bản cũ luôn mọi người. Tất cả các vị trí thông số rồi đó nó đều bố trí khác nhau hết. Cái số 1, 2, 3, 4 no của xe nó cũng thiết kế rất là đẹp luôn, rất là bắt mắt, rất là lạ luôn. Và mình thấy cái mặt đồng hồ này cái màu của nó cũng dễ nhìn hơn so với cái phiên bản cũ. Chỉ có điều hai cái kim của nó màu xám thì có lẽ nó sẽ hơi khó, không biết nó có sáng đèn hay không thì chưa biết. Cái nút bật tắt đèn cũng được lược bỏ. Đây rồi, bắt đầu chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề này đây. Ai mượn được bỏ không biết nữa. Các bạn có thể thấy là trong thời gian trước đây là bên Honda đã có rất nhiều dòng xe lược bỏ cái công tắc đèn này, thì đã nhận được những phản hồi tiêu cực từ khách hàng. Nói thẳng ở dưới như dân miền Tây mình là chửi. Mà Yamaha bây giờ lại đi theo cái vết xe đổ của Honda nữa, ngay cái phần mà khách hàng phản pháo nhiều nhất. Thì mình thắc mắc có vấn đề này cho nên mình có nhắn tin hỏi với Yamaha Motor Việt Nam. Đó, thì đây là cái lịch sử tin nhắn của mình với Yamaha. Ủa, mình hỏi cái gì vậy ta? Cho em hỏi sợi dây yên sau của G15. Bữa hả mình hỏi cái sợi dây yên sau của G15 có nó tác dụng gì. Nhiều bạn nói dùng để dắt xe, nhiều bạn nói không phải.
Thì Yamaha trả lời đó là tại vì nó thiết kế vậy thôi, cái mình hỏi giác xe được không thì bên họ trả lời là được. Rồi thì bây giờ mình mới đặt cái câu hỏi là cho em hỏi là cái dòng xe CRS 2022 này mới ra thì tại sao lại lược bỏ cái công tắc đèn? Thật ra nó 2021 thôi, tại hỏi 2022 chơi gì đó. Thì Yamaha mới trả lời mình là dạ, xe CRS FE 2021 có hệ thống phát điện mới giúp ổn định cường độ chiếu sáng, có thể vì thế nên nhà thiết kế của hãng đã lược bỏ cái công tắc đèn. Các bạn thấy câu trả lời này nó như thế nào? Theo quan điểm cá nhân của mình thì cái câu trả lời này nó không thỏa đáng cho lắm. Cái chuyện mà không tắt được đèn thì các bạn thấy là nó có những cái vướng rất là khổ ở trong ngoài đời sống. Ví dụ như các bạn chạy xe vô siêu thị chẳng hạn, chú bảo vệ, chú mấy anh quẹt thẻ lúc nào cũng tắt đèn xe đi mới quẹt được, nó bị chá. Rồi các bạn đi vô cái đường hẻm hoặc là các bạn đậu xe ở quán cà phê, quán ăn gì đó buổi tối mà gọi đèn thẳng vô mặt người ta thì người ta đánh giá mình là bất lịch sự. Và người ta cũng đâu có quan tâm bạn là bạn đang chạy chiếc Sirius hay chiếc xe gì không tắt được đèn. Bạn ta đâu quan tâm bạn chạy xe nhập xe ngoại gì thôi, chỉ biết là ta đánh giá ý thức của bạn ở bên ngoài vậy thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phải vì một cái nguyên nhân nào đó mà tất cả các dòng xe bên Honda bây giờ đang đi theo cái hướng là lược bỏ công tắc đèn. Và bên Yamaha cũng dần dần như vậy. Thì mình nghĩ có thể là do những cái quy định pháp luật mới trong tương lai. Bởi vì một dòng xe đâu phải sản xuất 1-2 tháng rồi ngưng sản xuất được các bạn. Sản xuất như chiếc Sirius là có 10-10 mấy năm rồi. Mình nghĩ họ cũng suy nghĩ tới cái hướng lâu dài. Và thêm một cái vấn đề nữa là khi mà tất cả dòng xe dần không còn công tắc đèn nữa thì mọi người xung quanh sẽ quen với cái điều đó, không còn trách mình bất lịch sự nữa. Và mình cung cấp cho các bạn một cái thông tin nữa là Yamaha CRS FE cũ vẫn còn đang được sản xuất. Yeah, ok. Cúp xe thì 9,2 lít vừa để một cái nón nửa đầu, nói chung là giống như so với cái phiên bản trước ha. Rồi về cái trọng lượng của xe là 98 kg, dung tích bình xăng là 4 lít. Cái trọng lượng thì nó không xê xích gì nhiều, còn dung tích bình xăng thì nó có phần hơn một tí. Mình nhớ phiên bản trước là 3,8 lít, còn phiên bản này là 4 lít. Thì hôm qua các bạn nói là em có live stream tới đây em không hiểu gì hết trơn, tóm lại là bao nhiêu phiên bản thì nó vẫn là 3 mẫu giống như là phiên bản cũ, có loại cam đùm, cam đĩa và mâm đĩa đó, chỉ có 3 mẫu như vậy thôi. Mỗi một phiên một mẫu như vậy nó sẽ có những cái bộ màu sắc riêng của nó nữa. Về động cơ xe thì 114 phân khối, thật ra tem của nó lại là tem 115 phân khối 4 thì 2 van SOHC và làm mát bằng không khí. Công suất tối đa là 6,4 kW tại vòng tua 7.000 vòng trên phút, còn moment xoắn cực đại là 9,5 N/m ở vòng tua 5,5.000 vòng trên phút. Kích thước dài rộng cao của xe là 1940 nhân với 715 và nhân với 1090. Độ cao yên xe là 775. Xe này nó có 3 phiên bản ha. Cái loại bánh mâm đĩa thì nó có 4 màu: trắng đen, màu đen nhám, màu đỏ đen và màu đen cam. Còn Sirius bánh cam, cam đùm và cam đĩa đều xếp chung với nhau ha. Có đen xám, đỏ đen, trắng bạc và một màu nữa là màu xám đen. Thì cái bộ màu của cam đùm với cam đĩa nó giống như nhau. Rồi mình qua phần giá xe thì các bạn có thể thấy chiếc xe bánh mâm đĩa đó là 23.690, còn cái loại căm đĩa là 21.840, còn loại căm đùm là 28.840. Thì cái giá này là giá đề xuất của Yamaha, tức là khi các bạn ra đại lý các bạn mua xe sẽ có một cái giá khác, có thể là cao hơn, có thể là bằng, cũng có thể là thấp hơn, tùy đại lý và tùy chương trình đó nha. Còn ngày giao hàng dự kiến của Yamaha là sẽ được giao sớm nhất trên toàn quốc thôi, chưa có ngày chính xác. Và từ hôm qua tới giờ là có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là bây giờ xe này có mặt tại đại lý chưa để mua. Các bạn nên biết một điều là khi Yamaha livestream hoặc là một sản phẩm gì đó ra mắt công bố xe máy á, thì họ live đầu khoảng 1-2 tuần sau mới bắt đầu chuyển xe về đại lý. Nhưng mà đó là trong tình hình bình thường. Còn các bạn biết là tình hình miền Nam mình đang dịch bệnh quá trời luôn, hoành hành khắp nơi hết. Và ở những đại lý ở dưới miền Nam áp dụng chỉ thị 16 thì đã không nhận xe từ lâu rồi. Còn bây giờ đã một vài tỉnh thì xuống chỉ thị 15 rồi. Nhưng mà cũng vướng một cái khó nữa là xe là lấy xe từ Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh về. Nhiều là ở Bình Dương á. Nhưng mà ở Bình Dương các bạn biết rồi, ngày nào cũng có một đống ca bệnh chứ, 3-4 ngàn ca mỗi ngày. Thì cái chuyện mà vận chuyển xe nó có khó khăn hay không thì phải đợi nữa. Nói chung là mọi thứ đều phải đợi hết, các bạn đừng gấp. Và các bạn đừng có mang cái suy nghĩ là xe livestream ở trên mạng là ở đại lý đã có chiếc đó rồi, không có đâu nha. Khoảng 2-3 tuần sau gì đó mới bắt đầu chuyển xe về. Mà bây giờ dịch cho nên là không có thời gian chính xác được cho các bạn. Để mình nói ra rõ ràng cho các bạn thông cảm, giúp các đại lý ở những tỉnh thành mà các bạn đang sinh sống nữa.
Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn có thắc mắc gì hãy để thông tin ở phần bình luận nha.